Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lý Hải Quỳnh. Hiện tại mình đang là thực tập sinh tại Đại học EDX. Mã số sinh viên của mình là CUV020HB20 và mình đến từ lớp HB2. Sau đây là phần bài tập của mình về môn văn hóa doanh nghiệp mà mình đã học. Và phần bài tập đó chính là chép về một bộ quy tắc ứng xử của một công ty, Code of Conduct. Thì như video lần trước mình đã nhắc đến, thì quy tắc ứng xử trong công ty là một là những cái mà điều mà từ cấp cao nhất đến những người nhân viên sẽ theo đó mà thực hiện, để người ngoài có thể đánh giá được về trình độ của tất cả mọi người trong công ty và làm tăng lên cái sự gọi là như kiểu là quy định ở trong công ty để cho mọi người tuân theo. Thì mình đã tìm hiểu về bộ quy tắc ứng xử của công ty Vinamilk, một công ty cổ phần sữa Việt Nam đang có thị phần ở tại Việt Nam và quốc tế rất là lớn, với mục tiêu trở thành một niềm tin. Thì công ty Vinamilk đã đưa ra một bộ quy tắc ứng xử có thể là cũng rất là dài và có thông điệp của ban lãnh đạo, có mục lục này, lời mở đầu, các chương, các mục rất là rõ ràng. Điều này có thể là một điểm cộng cho cái sự là chăm chút tỉ mỉ của ban lãnh đạo đã tạo ra bộ quy tắc ứng xử. Thì đầu tiên bộ quy tắc sẽ nhắc đến đó chính là giá trị cốt lõi. Thì bộ quy tắc của công ty Vinamilk nhắc đến về giá trị đạo đức là chính trực, tôn trọng, công bằng, đạo đức và luật pháp. Thì ở đây công ty cũng không đưa lên hàng đầu đặt nặng vấn đề về tài năng, tri thức, mà họ muốn đầu tiên và giá trị cốt lõi, cái căn bản để xây dựng nên một công ty, đó chính là về phẩm chất đạo đức. Thì chính trực, liêm chính là điều mà một người cần phải có, hơn dù là làm cấp cao hay cấp thấp thì họ đều phải có một cái tôi nhất định phải giữ cho mình được sự liêm chính và trung thực trong công việc. Tiếp theo đó chính là về sự công bằng, là tất cả các công nhân, nhân viên ở trong công ty sẽ đều được đối xử một cách công bằng nhất, không phân chức vụ, địa vị. Luật pháp thì mỗi công ty đều thì công ty sẽ phải tuân theo những luật pháp của nhà nước và yêu cầu các công nhân của mình phải tuân theo nó và những gọi là quy định của công ty đề ra. Tiếp theo đó là về đạo đức, thì mỗi người phải có cho mình những đạo đức nhất định để không bị gọi trở thành người xấu. Và khi đã vào một tập thể để làm việc thì đạo đức chính là một yếu tố quan trọng để mọi người có thể hòa nhập và làm việc với hội nhóm, với nhiều người. Công ty đã đưa ra cam kết đó chính là tuân thủ luật pháp và cam kết với lại khách hàng, đối tác, nhân viên của mình, nhà cung cấp và vân vân. Họ muốn đưa ra cam kết để có thể là bước ban đầu phải làm thỏa mãn được những cái nhu cầu thỏa mãn những nhu cầu trước mắt về tinh thần, đó là phải để cho người ta phải hài lòng về công ty của mình. Tiếp theo đó, những cam kết đó chính là cam kết đó chính là những bước đường mà công ty muốn vạch ra để phát triển theo nó, phát triển theo một lộ trình đã vạch sẵn. Ứng xử được lập ra để phục vụ cho nhân viên tuân theo và các nhà quản lý tuân theo. Đối với nhân viên thì bộ quy tắc ứng xử này được đặt ra để cho họ biết là họ có thể làm gì, họ như thế làm thế này có vi phạm luật pháp hay là các quy định của công ty hay không. Còn đối với những người quản lý cấp cao thì từ đó họ có thể xây dựng được những cái cách quản lý của mình để phù hợp với lại
các điều khoản của công ty và phù hợp với lại pháp luật. Công ty Vinamilk đã đưa ra các phần ở trong bộ quy tắc ứng xử. Đầu tiên có thể nhắc đến đó chính là công ty với nhân viên, thì công ty đưa ra đó là sự tôn trọng đối với nhân viên. Thì mỗi nhân viên đi làm đều là bán sức lao động của mình để kiếm đồng tiền, nên là họ nên là khi mà công ty tôn trọng họ và tạo điều kiện cho họ tốt nhất có thể thì họ sẽ cũng không ngại ngần gì để cống hiến lại cho mình. Thứ hai là công bằng, như tôi đã nhắc đến lần trước, thì đi làm mà chúng ta phân biệt cao thấp thì chẳng ai là người ta muốn tiếp tục ở cái vị trí thấp hơn, vì vậy họ sẽ chán nản và không cố gắng hơn nữa. Thì công ty Vinamilk đã cam kết là đối xử công bằng với lại tất cả những công nhân mà làm việc tại đây. Tiếp theo, công ty đối với bên ngoài thì họ sẽ tuân thủ đúng pháp luật, có thể về luật Vinamilk cam kết là sẽ tạo được một môi trường làm việc tốt nhất cho tất cả các công nhân của họ. Tiếp theo đó chính là công ty với bên ngoài, thì bên ngoài ở đây là pháp luật, các cơ quan nhà nước và khách hàng, đối tác, người tiêu dùng, vân vân. Thì với pháp luật là cam kết sẽ tuân thủ đúng pháp luật mà nhà nước đặt ra, như là về thuế, về chính sách bảo hiểm, vân vân. Và đối với các cơ quan nhà nước thì là cam kết sẽ là một công ty chính trực trong tất cả các mối quan hệ và đi lên bằng thương hiệu mà họ đã vất vả mà tạo dựng ra được. Tiếp theo đó là đối với khách hàng và người tiêu dùng thì đề cao sự trung thực trong quảng cáo. Khi trung thực trong quảng cáo là gì? Đó chính là phải họ đề cao nhất về thương hiệu của mình, thì không đánh bóng thương hiệu bằng những cái quảng cáo gian dối, lừa gạt người tiêu dùng, bởi vì là quảng cáo sinh ra là để cho người tiêu dùng chúng ta tin dùng về sản phẩm. Vì vậy, để đạt được niềm tin tốt nhất của mọi người, Vinamilk đưa ra chính sách đó là quảng cáo một cách chân thực nhất. Thì mọi người xem quảng cáo của Vinamilk có thể là rất là vui và trẻ em cũng rất là thích, nhưng đó chính là những cái gì mà họ muốn gửi gắm, những điều mà ngày nào họ cũng làm chân thực nhất đến với khán giả và độc giả. Và các điều khoản về nhân viên với công ty thì nhân viên khi đi làm tại công ty sẽ cần yêu cầu về tài sản và các bảo mật về thông tin. Tài sản thì mỗi người công nhân khi đi làm thì sẽ hạn chế tối đa và gần như là cấm làm thất thoát tài sản của công ty, bởi vì đó chính là đánh vào lợi nhuận của chính họ. Họ vẫn không được phép là có thể là mang sản phẩm của công ty ra ngoài hay là phá hoại những sản phẩm của công ty, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến kinh tế và doanh thu mà công ty muốn đề ra. Tiếp theo đó là chính là về bảo mật thông tin, thì không chỉ ở công ty này mà bất kỳ công ty nào cũng vậy, việc bảo mật thông tin đó là một vấn đề đặt trên hàng đầu. Thì thông tin có thể là có rất nhiều loại, đó chính là về thông tin khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và các thông tin nội bộ. Thì khi nhân viên đi làm, điều tuyệt đối đó chính là không được lan truyền những cái thông tin nội bộ công ty ra bên ngoài, để tránh gây để tránh gây những ảnh hưởng xấu tiêu cực đến với công ty. Và không được phép cho nhân viên mang danh công ty Vinamilk trả lời phỏng vấn báo chí hoặc là họp báo khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.
họ chỉ được trả lời với tư cách cá nhân là phát biểu cảm nghĩ về công ty chẳng hạn, và tuyệt đối cấm bàn tán về những vấn đề của công việc công ty ở ngoài những nơi mở, để tránh bên thứ ba nghe thấy hoặc là truyền thông tin của mình cho bên của công ty cho bên thứ ba. Đó chính là vi phạm về quyền bảo mật thông tin, và công ty muốn đưa lên hàng đầu vì họ không muốn là bất kỳ công nhân nào của mình vi phạm vào điều khoản này. Và tiếp theo đó chính là bản thân mỗi người công nhân không được vì lợi ích cá nhân mà làm suy giảm đi lợi ích của công ty, không được tận dụng cái quyền của mình để có thể người ngoài hoặc là kể cả là người thân bạn bè vào để làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc là gián tiếp tới công việc sản xuất. Ý tiếp theo mà tôi muốn nhắc đến đó là về xung đột lợi ích trong công ty. Thì mỗi người trong công ty đều có một công việc riêng của mình, và họ phải biết là mình đang làm gì và đều là đang cống hiến cho hết mình cho công ty. Vì vậy công ty mong muốn họ sẽ không vì những lợi ích riêng hơn thua thiệt mà có thể là ganh đua và làm ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết và sự hợp tác giữa các nhân viên trong đó. Và tất cả những điều trên đều là phục vụ để phát triển công ty một cách tốt nhất. Và sau khi đã chép và có những suy nghĩ nhất định về công ty, thì tôi có tâm đắc nhất ở một câu mà ở lời mở đầu của bộ ứng xử đã nhắc đến, đó chính là kết quả đạt được không chỉ là hoàn thành sứ mệnh, mà bản thân của chúng ta sẽ có một cách cư xử đạo đức và chuyên nghiệp hơn, tự hào khi là một thành viên của Vinamilk. Thì bài thuyết trình của tôi đến đây xin là hết. Mong mọi người có thêm ý kiến đóng góp. Tôi xin trân trọng cảm ơn.